Chào buổi sáng, đã trở lại với những thông tin dự báo thời tiết. Từ hôm nay, miền Bắc sẽ bước vào đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Và đây là đợt rét đầu mùa nên sẽ ngắn ngày thôi. Dự báo cụ thể như thế nào anh Bá Minh? Dạ vâng, dự báo là đợt rét lần này sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày, là hôm nay, ngày mai và cho đến thứ năm ạ. Trong đó thì ngày mai sẽ là ngày mà rét nhất đợt này. Như là tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ chỉ dao động từ 17 cho đến 21 độ C. Kể từ thứ Sáu trở đi thì rét sẽ lùi về đêm và sáng sớm, còn ban ngày vẫn sẽ có nắng, bầu không khí ấm dần lên. Còn về thời tiết toàn miền Bắc trong hôm nay, trời sẽ nhiều mây kèm gió đông bắc thổi mạnh, nhiệt độ cao nhất toàn miền sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 đến 23 độ C. Càng về chiều và đêm thì mọi người sẽ càng thấy rét khi mà nền nhiệt giảm xuống là còn 13 đến 19 độ C. Thậm chí là vùng núi cao còn có nơi xuống dưới 10 độ C. Dạ vâng, và do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống thì một số nơi ở miền Trung sẽ có mưa lớn. Diễn biến mưa ở đây cụ thể như thế nào ạ? Không chỉ gây tác động là lạnh xuống miền Trung mà còn khiến cho mưa kéo dài. Cảnh báo ngày hôm nay cũng như ngày mai từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 200mm, cục bộ có những nơi trên 300mm. Riêng Thừa Thiên Huế còn có điểm mưa trên 500mm. Từ đêm nay đến đêm mai thì Bình Định đến Phú Yên cũng sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi mái ta luy. Cũng do mưa lớn trên các sông từ phía Nam Quảng Bình đến Bình Định sẽ có thể xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ từ báo động 1 đến trên báo động 2 để phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước. Hôm nay tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ tại Tây Nguyên ở mức dịu mát 26 đến 30 độ C, còn Nam Bộ cao từ 32 đến 35 độ C, trời khá nóng. Chuyển sang thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Với vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi và phía bắc của khu vực giữa Biển Đông cũng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau và phía tây của huyện đảo Trường Sa cũng sẽ có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, cảm ơn anh Bá Minh với những lưu ý và dự báo vừa rồi.